Các bạn thân mến, những năm qua, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Điều này giúp cho vai trò vị thế của đất nước trên trường quốc tế không ngừng được củng cố, nâng cao, cũng như được bạn bè quốc tế ủng hộ và đánh giá cao hơn trước kia rất nhiều. Quan trọng hơn là, cùng với đường lối ngoại giao khéo léo, Việt Nam đang nắm giữ cho mình thứ quyền lực ngầm không thể xem thường tại châu Á. Và đây cũng là điều mà một trang tin quốc tế khá có uy tín vừa mới khẳng định sau khi báo cáo chỉ số quyền lực châu Á 2024 được công bố rộng rãi. Vậy cụ thể hơn, trang tin này đã nói gì về vấn đề nóng sốt nêu trên và liệu rằng nó có tâng bốc Việt Nam quá đà hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video số hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe, ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, giữa tháng 10 vừa qua thì một trang tin khá uy tín đã cho đăng tải bài viết có tiêu đề Việt Nam có quyền lực như thế nào tại châu Á Thái Bình Dương. Để bàn về vấn đề nêu trên, nó có nội dung đáng chú ý như sau. Báo cáo thường niên về chỉ số quyền lực châu Á 2024 của Viện Lowy, Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại hàng đầu của Úc vừa được công bố vào tháng 9 năm 2024. Thước đo chỉ số quyền lực này dựa trên 8 tiêu chí: năng lực kinh tế, năng lực quân sự, khả năng phục hồi, nguồn lực tương lai, quan hệ kinh tế, mạng lưới quốc phòng, ảnh hưởng ngoại giao và ảnh hưởng văn hóa. Bằng báo cáo trên cho thấy Việt Nam đứng thứ 12 trong tổng số 27 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Sức mạnh tổng thể của Việt Nam đã tăng 1,2 điểm so với năm 2023. Tạo ra ảnh hưởng trong khu vực nhiều hơn so với dự kiến. Trong số 27 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả Mỹ, Nga, Úc, New Zealand, thì Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia hạng trung. Nhìn chung, sự cải thiện lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024 là kết quả của sự ảnh hưởng ngoại giao và ảnh hưởng văn hóa. Song, thước đo về mạng lưới quốc phòng lại bị sụt giảm so với trước đó. So với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp dưới Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và đứng trên Philippines, Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar, Đông Timor. Nhắc đến Việt Nam, Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Viện Lowy, trưởng dự án chỉ số quyền lực châu Á Susanna Patton cho rằng thứ hạng của Việt Nam phản ánh tính hiệu quả của chiến lược ngoại giao mà chính phủ nước này đang theo đuổi. Tính riêng trong năm ngoái thì Việt Nam là nước duy nhất trong khu vực đón cả hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc. Cụ thể hơn, vào tháng 9 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Hà Nội theo lời mời của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dịp này thì Mỹ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. 3 tháng sau, khi Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, Việt Nam đã nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai với láng giềng. Còn nếu tính đến cuối tháng 8 năm 2024, khi ngành ngoại giao Việt Nam kỷ niệm 75 năm thành lập, chính phủ Việt Nam cho biết đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên thế giới, có quan hệ kinh tế với hơn 230 quốc gia vùng lãnh thổ và đã ký 16 hiệp định thương mại tự do FTA. Trong đó thì có nhiều FTA thế hệ mới. Bên cạnh ngoại giao, nhà nghiên cứu Susanna Patton cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam đã cải thiện điểm số về quan hệ kinh tế và cũng đang trở thành một quốc gia có nền kinh tế kết nối, có thể liên kết giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng có một khía cạnh mà Việt Nam bị thụt lùi là mạng lưới quốc phòng, tiêu chí được đánh giá dựa trên các loại hình tập trận quân sự chung cũng như các cuộc đối thoại quốc phòng giữa các quốc gia. Nhưng điều này không có nghĩa là Việt Nam tham gia tập trận hay đối thoại ít hơn các nước khác. Mà lý do là vì các nước trong khu vực, đặc biệt là những quốc gia trong mạng lưới đồng minh của Mỹ, đang thực hiện nhiều hoạt động chung hơn so với trước đây. Đồng thời, tình trạng không liên minh của Việt Nam cùng với các nước này khá thận trọng trong hợp tác quân sự với các quốc gia khác cũng ảnh hưởng tới hoạt động quốc phòng. Theo đó, bà Patton đã nêu dẫn chứng về một quốc gia trong khu vực đã nâng cấp mạng lưới quốc phòng lớn hơn Việt Nam trong bối cảnh các tranh chấp Biển Đông đang leo thang gần đây, đó chính là Philippines. Nhà nghiên cứu này cho biết chiến lược minh bạch cùng với cách tiếp cận mạnh mẽ của Philippines trong việc bảo vệ các yêu sách chống lại Trung Quốc đã ảnh hưởng đến vị thế của họ trong khu vực, nhất là khi họ đang hợp tác với nhiều quốc gia như Nhật Bản, Úc và đặc biệt là Mỹ. Còn Việt Nam chọn cách tiếp cận im lặng, nhưng Hà Nội cũng đang nỗ lực để xây dựng khả năng răn đe quân sự cùng với tham vọng chiến lược được thể hiện thông qua chiến dịch âm thầm bồi đắp đảo được ghi nhận trong năm vừa rồi. Ngoài ra, chính phủ Việt Nam cũng kiên trì với chính sách quốc phòng 4.0 gồm không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Mặt khác, báo cáo chỉ số quyền lực châu Á của Viện Lowy cũng xét đến mạng lưới các đối tác thương mại và nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Xét về tổng quát, Mỹ và Trung Quốc là hai siêu cường đang cạnh tranh khá sát sao và cũng là hai nước có ảnh hưởng nhiều nhất đến Việt Nam. Nhưng so với nhiều quốc gia trong khu vực, Việt Nam có phần khác biệt ở chỗ. Nước này hợp tác kinh tế với Mỹ và Trung Quốc có phần cân bằng hơn.
Và riêng đối với Trung Quốc, Việt Nam thiết lập mức độ đối thoại an ninh khá cao mà nhiều nước khác trong khu vực không có được. Ngoài ra, Nga cũng là một nước có ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam trước đây, song nước này đang bị phân tán bởi cuộc chiến ở Ukraine. Riêng với những nước mà Việt Nam có nhiều ảnh hưởng, các dữ liệu của Lowy cho thấy mức độ hợp tác của Việt Nam với Lào, Campuchia được đẩy mạnh trong cả ngoại giao và quốc phòng. Vậy nên, nếu nhìn vào báo cáo chỉ số quyền lực của Lowy có thể thấy Việt Nam cách khá xa Singapore và Indonesia, song lại khá gần với Thái Lan và Malaysia. Việt Nam có thể sẽ vượt qua Malaysia và cả Thái Lan trong tương lai gần. Vâng, quả thật không thể phủ nhận chỉ số quyền lực của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể nhờ đường lối ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa và sự phát triển mạnh mẽ của nền văn hóa nội địa. Trong đó, bản sắc ngoại giao cây tre của Việt Nam là một điểm sáng nổi bật trong thành tựu chung của đất nước. Nó đã đóng góp thúc đẩy 45 chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Việt Nam chủ chốt tới các nước láng giềng, các nước đối tác chiến lược, hầu hết các nước ASEAN và nhiều đối tác quan trọng khác suốt thời gian qua. Ở chiều ngược lại, cũng có gần 50 chuyến thăm của các lãnh đạo các nước đến Việt Nam, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden là đáng chú ý hơn cả. Theo đó, khuôn khổ quan hệ với nhiều đối tác quan trọng đã được nâng lên tầm cao mới với sự tin cậy chính trị được củng cố vững chắc, hợp tác ngày càng mở rộng, thực chất và đi vào hiệu quả. Không chỉ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, Đảng Cộng sản Việt Nam còn thiết lập quan hệ với 247 chính đảng, ở 111 quốc gia, trong đó 96 đảng Cộng sản, 63 đảng cầm quyền, 28 đảng tham gia liên minh cầm quyền tham chính. Quốc hội Việt Nam có quan hệ với Quốc hội nghị viện của hơn 140 nước, các tổ chức hữu nghị nhân dân có quan hệ với 1.200 tổ chức nhân dân và phi chính phủ nước ngoài. Về thương mại, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với hơn 220 đối tác, có 71 nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với nước nhà. Việt Nam đồng thời cũng là thành viên của hơn 70 tổ chức, diễn đàn đa phương khu vực và toàn cầu, đồng thời được bầu vào nhiều vị trí quan trọng của ASEAN, Liên Hợp Quốc, cũng như các cơ quan quốc tế uy tín khác. Và đây là điều kiện, là tiền đề vững chắc để Việt Nam khẳng định và nâng tầm uy tín, vị thế đất nước trên tất cả các lĩnh vực, các mối quan hệ quốc tế. Nhờ vậy mà nền văn hóa Việt Nam cũng được tạo điều kiện phổ rộng trên toàn thế giới và được người người biết đến. Cùng với tầm ảnh hưởng không hề nhỏ của mình, Việt Nam quả thật có thể tạo ra những tác động đáng kể đối với tổ chức quốc tế đa phương mang tính toàn cầu, cũng như là nắm giữ trong tay quyền lực ngầm không thể xem thường và có thể sẽ vượt mặt một vài nước Đông Nam Á trong thời gian tới. Nhưng quả thật, sức ảnh hưởng về mặt quân sự quốc phòng của Việt Nam có phần lép vế hơn so với các nước khác trong khu vực, khi mà Việt Nam luôn thận trọng trong các hoạt động diễn tập quân sự, cũng như không tham gia vào bất kỳ khối liên minh quân sự nào để giữ được vị thế cân bằng giữa các nước lớn. Nếu so với Philippines, Việt Nam đúng là không có đồng minh thân thiết làm chỗ dựa vững chắc. Vì vậy, Việt Nam không thể nào nhắm thẳng vào Trung Quốc mà phải chọn cách tiếp cận âm thầm các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Tuy nhiên, đây là điều cần thiết để Việt Nam không bị rơi vào các cuộc chiến đẫm máu, được giật dây bởi các ông lớn, đồng thời không trở thành con tốt thí mạng như Ukraine hiện giờ. Những năm gần đây, Việt Nam tích cực cử đoàn tham dự các triển lãm quốc phòng lớn trên thế giới. Thông qua đó, chúng ta giới thiệu được các sản phẩm của mình với bạn bè đối tác quốc tế. Nhiều bản hợp đồng giá trị cũng đã được ký kết, mở đường cho xuất khẩu quốc phòng của Việt Nam ngày một phát triển. Thành tích này của Viettel Hitech nói riêng và ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung là cực kỳ đáng tự hào. Thế nhưng, Trung Quốc vẫn nhìn Việt Nam bằng nửa con mắt. Họ cho rằng việc xuất khẩu quốc phòng của Việt Nam là một bước lùi. Mới đây, trang 163 của nước này cho đăng tải một bài viết với tựa đề "Chỉ cần quân đội Việt Nam còn đại tướng và còn kinh doanh thì chúng ta không phải lo Việt Nam sẽ vượt qua mình". Bài viết cho rằng vấn đề của Việt Nam là vẫn giữ lại quân hàm đại tướng và quân đội đang quá tham vọng trong việc kinh doanh quân sự nên không thể nào bắt kịp sự phát triển của Trung Quốc. Việc lấn sân sang thương mại sẽ khiến cho quân đội Việt Nam bị kéo lùi. Cụ thể thế nào thì chúng ta cùng phân tích trong bài viết này nhé. Bắt đầu ngay thôi nào. Đầu tiên, hãy cùng nghe những phân tích trên trang 163 trước. Bài viết cho rằng, gần đây, tin tức về Việt Nam rất nhiều, đặc biệt là họ bắt chước chúng ta bắt đầu công cuộc cải cách mở cửa, đưa ra nhiều biện pháp mới trong cải cách kinh tế và chống tham nhũng, rất đáng chú ý. Nhiều cư dân mạng cho rằng, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc và khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài phải chú ý, chuyển vốn đầu tư từ Trung Quốc sang cho Việt Nam. Có người sợ rằng điều này sẽ gây cản trở lớn cho sự phát triển của Trung Quốc trong tương lai. Thực ra thì gác mọi chuyện sang một bên, chỉ cần nhìn quân đội Việt Nam còn cấp bậc đại tướng và quân đội vẫn làm kinh tế thì Trung Quốc không cần phải lo sẽ bị Việt Nam vượt qua.
Thứ nhất là sự tồn tại của cấp bậc đại tướng đồng nghĩa với việc địa vị của quân nhân ở Việt Nam quá cao, sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ cấu bình thường của quốc gia. Nguyên soái hay đại tướng là hai cấp quân hàm rất thông thường trong thời chiến tranh. Trong Thế chiến thứ hai, nước Anh có nguyên soái Montgomery, Liên Xô có nguyên soái Yukov, Đức có nguyên soái Rommel. Và Mỹ cũng đã đặt ra cấp quân hàm tương đương nguyên soái là đại tướng 5 sao. Còn cấp hàm đại tướng trong thời kỳ đó thì nhiều vô kể, bởi vì quân nhân có thể lập chiến công trên chiến trường, thông qua lập công để có được quân hàm là cách làm thuyết phục nhất. Một ví dụ khác hiện nay là trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, một đại tá chỉ huy quân đội Nga đã đánh chiếm thị trấn quan trọng FDFK của Ukraine. Ngay lập tức người này được thăng cấp lên thiếu tướng, và đây là một bước nhảy vọt, tuy là thăng vượt cấp nhưng mọi người đều tâm phục khẩu phục. Trong thời bình, ngôi sao trên quân hàm của người làm tướng không có chiến công làm cơ sở nên không thể tỏa sáng, không được mọi người tin phục, chứ đừng nói đến cấp nguyên soái hay là đại tướng. Chính vì vậy hầu hết các nước trên thế giới không còn hai cấp bậc này nữa. Trung Quốc cũng như vậy, việc để quân nhân phục vụ chính trị là cách làm thực tế nhất hiện nay. Chỉ còn một số nước như Nga, Triều Tiên hay Việt Nam là tiếp tục giữ quân hàm đại tướng. Nga thì có thể hiểu được bởi vì họ vẫn đang có chiến tranh. Triều Tiên thì bị thúc đẩy bởi hình thái ý thức. Còn như Việt Nam thì không hiểu sao vẫn giữ cấp hàm đại tướng. Điều này ít nhất cho thấy quân đội nước này không có thực chất mà chỉ để địa vị quân nhân quá cao, cho nên có thể tài đức không hợp với địa vị. Việt Nam không có người triệt để cải cách quân đội như là Đặng Tiểu Bình, nên quân đội Việt Nam trong thời bình vẫn giữ cấp hàm đại tướng. Điều này khiến cho người ta không tin phục. Thứ hai là quân đội Việt Nam vẫn tập trung làm kinh tế. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả, sức chiến đấu của quân đội. Trên thực tế thì quân đội nên trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào và không nên tham gia kinh doanh. Chúng ta có thể nhìn vào lịch sử cổ đại của Trung Quốc. Mỗi khi quân đội tham gia làm kinh tế thì nó sẽ là một quả bom hẹn giờ và vấn đề sớm hay muộn sẽ xảy ra. Trên thực tế, quân đội Việt Nam và quân đội Trung Quốc bắt đầu kinh doanh cùng một thời điểm, nhưng quân đội ta đã kịp thời thức tỉnh sau khi chấn chỉnh quyết liệt của Chủ tịch Giang Trạch Dân. Quân ta đã loại bỏ hoàn toàn vấn đề kinh doanh quân sự. Sau khi Chủ tịch Giang qua đời, ông được Đảng và Nhà nước công nhận là nhà chiến lược quân sự vĩ đại. Rất có thể, ông có được danh hiệu đó là vì sự xuất sắc của mình trong việc cấm quân đội làm kinh doanh. Nhưng đối với Việt Nam, không có cách nào giải quyết được vấn đề kinh doanh quân sự. Không phải Việt Nam không muốn giải quyết, mà đơn giản là không làm được. Quân đội Việt Nam đã tham gia vào nhiều lĩnh vực như bất động sản, xây dựng, ngân hàng, viễn thông, sản xuất nông nghiệp, hậu cần. Hầu như không có ngành nào là không nhúng tay vào, quy mô cũng rất lớn. Có hai vấn đề nảy sinh từ việc kinh doanh quân sự. Một là ai cũng muốn kiếm tiền. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả chiến đấu của quân đội. Hai là cạnh tranh với người dân để giành lấy lợi nhuận. Điều này bóp nghẹt sự ủng hộ của nhân dân, các doanh nghiệp tư nhân cũng như sẽ bị áp bức. Có thể nhận xét cả mùa thu bằng một chiếc lá, có thể nhìn thấy sự thành công bằng cách nhìn những điều nhỏ nhặt. Nếu những vấn đề cơ bản của quân đội Việt Nam không được giải quyết, thì thông qua chấp vá cải cách mở cửa sẽ khó đạt được thành tựu to lớn. Chúng ta không cần lo lắng Việt Nam sẽ vượt qua Trung Quốc. Đó là toàn bộ bài viết trên trang 163 của Trung Quốc. Những đánh giá phiến diện của tác giả cho thấy rằng người này đang có cái nhìn rất ấu trĩ dành cho Việt Nam. Đầu tiên, hãy nói về cấp hàm đại tướng của quân đội ta. Thực tế trên thế giới không thiếu những quốc gia phát triển vẫn giữ cấp hàm cao nhất này. Và không chỉ có 3 nước như là tác giả đã nêu đâu. Trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 5 nước thì 4 nước vẫn giữ cấp hàm này, đó là Mỹ, Anh, Pháp và Nga. Chỉ có Trung Quốc là bỏ quân hàm này. Và thực tế thì vấn đề của Việt Nam không phải còn là quân hàm đại tướng mà có quá nhiều tướng trong thời bình. Đó là điều đã được nêu nhiều lần trước Quốc hội. Năm 2014, đại biểu Nguyễn Bắc Việt từ Ninh Thuận đã nói trước Quốc hội rằng tướng của dân, mà dân hiện nay không muốn có quá nhiều tướng. Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền từ Lâm Đồng thì chia sẻ rằng có người hỏi tôi vì sao chúng ta phong tướng nhiều thế. Tôi hỏi bác căn cứ vào đâu để nói nhiều hay ít. Bác ấy nói là sau giải phóng miền Nam, chúng ta có 36 tướng mà chúng ta đánh tan mấy đế quốc lớn. Vậy thì nhu cầu phong tướng của ta là gì? Có phải do nhu cầu tác chiến sau này nhiều hơn? Bác ấy nói là nếu chúng ta cần tăng cường sức mạnh quân đội thì có thể phong gấp 10 lần ngày xưa, tức là 360 tướng, thì quân đội mạnh gấp 10 lần. Trước đây nghe đến tướng là khủng khiếp lắm. Tôi ngày xưa đi bộ đội nghe đến thiếu tá là ghê gớm lắm rồi. Vì vậy tôi cho rằng cần phải cân nhắc để giới hạn việc phong tướng, để nhân dân đồng tình, còn phong nhiều quá thì dân không yên tâm lắm. Bởi vậy có thể nói, việc Quốc hội khống chế phong tướng trong quân đội là việc làm rất được đồng tình. Tuy nhiên nó không đồng nghĩa với việc loại bỏ cấp hàm đại tướng. Đây là hai chuyện khác nhau. Việt Nam có một lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm hào hùng. Việc giữ lại quân hàm cao nhất này như là để thể hiện sự tôn nghiêm của quốc gia, niềm tự hào của một dân tộc từng đánh bại nhiều đế quốc thực dân trên thế giới.
Nếu nói phải có công trạng to lớn mới được phong hàm đại tướng thì cũng cần phải xem xét lại công trạng đó thuộc phạm trù nào. Không phải cứ xông pha trận mạc thì mới được coi là có công với đất nước. Khái niệm bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa chính là từ đây mà ra. Người đứng đầu quân đội cả một đất nước, ví như đại tướng Phan Văn Giang, thì cần thiết phải có quân hàm cao nhất mới thể hiện được cái uy và vị thế của ông. Còn với việc quân đội Việt Nam làm kinh tế thì không cần phải bàn đến. Trung Quốc có lẽ cho rằng tất cả thành phần trong quân đội Việt Nam đều tham gia vào làm kinh tế nên mới có những nhận định sai lầm như vậy. Thực tế cho thấy rằng đối với Việt Nam hiện nay, vấn đề đặt ra lúc này không phải là quân đội có nên làm kinh tế hay không, mà là quân đội chỉ được phép làm kinh tế trong những lĩnh vực gì quân đội không được phép làm mà chỉ dành cho dân sự. Và với những công trình trọng điểm phục vụ quốc phòng và cả kinh tế như đường xá, cầu cống, trường học, đê kè ở các vùng biên cương, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, nếu các doanh nghiệp quân đội không làm thì ai làm? Chắc chắn sẽ chẳng một doanh nghiệp dân sự nào dám đi đầu vào những dự án trong những nơi mà họ biết chắc chắn rằng là sẽ lỗ nếu trừ các chi phí. Hoạt động kinh tế của quân đội Việt Nam đến nay được thực hiện chủ yếu trên một là lĩnh vực sản xuất khí tài quân dụng, hai là lĩnh vực lưỡng dụng liên thông quân sự với dân sự để tận dụng năng lực dư thừa của quân đội, ba là trong lĩnh vực đặc thù quốc phòng để bảo đảm bí mật quân sự. Người Trung Quốc nhìn vào quân đội Việt Nam và nói rằng quân đội Việt Nam không có gì là không nhúng tay vào. Có lẽ là do họ thấy sự nổi danh của tập đoàn Viettel, của ngân hàng MB Bank và của công ty Tân Cảng Sài Gòn. Song những cái tên này đều đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển của đất nước và cả quân đội, nên không thể nói đó là mầm họa. Thậm chí là chúng ta còn mong rằng quân đội có thể thêm nhiều cái tên tầm cỡ như thế nữa thì càng tốt.